Nguyễn Thị Tuyết Dung, đến từ thành phố Thủ Đức. Ba bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay là 86 tuổi. 86 hay 87? Tính theo tuổi Tây là 86 và tuổi ta là 87. Trời ơi. Không phải đâu bà ngoại, tình trạng hôn nhân sao bà ngoại? Không phải đâu rồi. Không phải hả? Không có ông ngoại. Sao vậy? Tại vì hồi đó mình có một cái vấn đề, nghĩa là coi như là gia đình người ta không chịu cưới. Nói thật với mấy chú nha, tôi đi bán giấy số nè. Mà hiện giờ vẫn có một người, đó là cái anh chàng đó làm bảo vệ, anh theo bà 60 mấy gần 70 rồi. Trời ơi. Nhưng mà đây nghĩa là coi như là ngày nào cũng đón đường ở ngay chỗ theo bà hả? Các bạn không chịu. Anh nó tán tiền bà hay sao? Nghĩa là nói bóng nói gió thôi chứ không. Nói bóng nói gió thôi. Chuyện tới đó. Nghĩa là các chú hay nói rằng á, nói là có một cô gái. Một cô gái 86. Không phải, nghĩa là coi như là có tặng cho bạn hai tấm hình. Ngày bạn lên máy bay về nước. Có tặng cho bạn hai tấm hình. Cô đó tên là Mimi. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Minh Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có một bà cụ U86, đó, chống gậy lên chương trình nhờ anh em kết nối. Trời ơi, sao mà căng quá, đi hết nổi luôn rồi. Trời ơi, bà cụ U86. Trời ơi, con mời bà vào đây. Đi hết nổi rồi bà. Trời ơi. Đi hết nổi luôn rồi. Chống gậy đi rồi. Trời ơi. Ôi, xin mời bà ngồi xuống. Bà cụ U86. Hôm nay bà lên đây, bà cho mọi người biết là bà tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, bà đến từ đâu? Nguyễn Thị Tuyết Dung. Đến từ thành phố Thủ Đức. Ba bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay là 86 tuổi. 86 hay 87? Tính theo tuổi Tây là 86 và tuổi ta là 87. Trời ơi. Không phải đâu bà ngoại, tình trạng hôn nhân sao bà ngoại? Không phải đâu rồi. Không phải hả? Không có ông ngoại. Sao vậy? Tại vì hồi đó mình có một cái vấn đề, nghĩa là coi như là gia đình người ta không chịu cưới. Tình trạng hôn nhân của bà sao? Thì tại vì hồi đó là mình trong miệng mồ côi ra, cha mẹ anh ta chê mình là cái đồ mồ côi. Là từ đó giờ bà ngoại chưa một lần lên xe qua luôn? Chưa. Trời ơi, chưa về, chưa ai cưới luôn? Chưa luôn. Tình trạng nhân gia đình là từ đó giờ chưa, không có chồng hả con hả bà? Không. Trời ơi. Bà 86 tuổi mà hôm nay bà lên chương trình có vất vả không? Bà đi từ mấy giờ? Đi từ hồi 6 giờ mấy rồi. Đi từ 6 giờ mấy? À. Mà bây giờ 9 giờ mấy, 10 giờ mới lên đây. À. Trời ơi, sao vất vả dữ vậy? Thôi, bây giờ bà sống nhà ai? Con cháu hả? Sống nhà ai? Con cháu, trong viện mồ côi đã nói không có lập gia đình thì làm sao có con cháu? Gia đình ha. Vì sao hồi trẻ bà không kết nối đi mà đến giờ này mà vẫn đặt thân vậy? Hồi còn trẻ là tại vì mình cứ nghĩ rằng nó là coi cũng không cần thiết. Hay gì mấy. Kén quá. Kén, rất kén. Bà ngoại kén á. Không biết là tại kén quá hay là tại sao cũng không hiểu nữa. Hồi đó mình nghĩ là không cần thiết. Tới bây giờ sống một mình cô đơn thì mà thấy cần thiết. Bây giờ mình thấy buồn đúng không? Đấy, bây giờ đương nhiên một mình là phải buồn rồi. Trước giờ bà ngoại có trải qua bao nhiêu mối tình nè? Từ nhỏ lớn giờ bà ngoại được mấy mối tình? Nghĩa là coi như nhiều yêu á thì chỉ có một người, nhưng mà người ta yêu mình thì nhiều. Mà sao người ta yêu bà ngoại mà bà ngoại không chịu? Tại vì có những cái, có nhiều người thì không có được cái khuyết điểm này, người thì có cái khuyết điểm khác, thành ra coi như là không hợp với bà ngoại hả? Chỉ còn cái người mà mình yêu sao? Cái người yêu á thì coi như là cũng hợp tính hợp tình với nhau. Sao không đến được với nhau? Tại vì cha mẹ người ta không đồng ý mình.
không đồng ý thì hai người bỏ đi luôn. Cái thời ngày xưa chứ đâu phải như cái thời bây giờ mà nó dẫn nhau đi thì có nhà trọ để ở. Chứ thời xưa dẫn nhau đi đâu, dẫn nhau đi rồi ở đâu? Không có chỗ ở không bà ngoại ha? Ở ngoài bụi, ngoài bờ à. Rồi bà ngoại quen nhau được bao nhiêu năm rồi mới chia tay? Quen được 5 năm. 5 năm? Một thời gian quá dài luôn. Nắm tay nắm chân gì cho bà. Trời ơi, không? Thời đó đâu có dễ. Chứ đâu phải như bây giờ vậy. Là khó lắm không ngoại? À, thời xưa thì khó lắm. Mà 5 năm thì cũng phải nắm tay nắm chân rồi chứ. Nói chuyện chỉ có đứng đây với đứng đằng kia thôi kìa. Mà cũng còn bị là nói là đồ lẳng lơ nữa. Cũng còn bị chửi là đồ lẳng lơ nữa. Mà là đây tới đằng đó thôi. Chứ bây giờ mà bà mà muốn kết nối thì giống như nếu mà theo tâm nguyện thì một thời gian quay ngược trở lại đi. Nếu bà kết nối thì bà muốn chọn một người như thế nào? Nghĩa là mình không chọn cái người không không đến nỗi quá, nghĩa là tương đối thôi chứ không đến nỗi quá quá cao xa, quá cao sang. Nghĩa là coi như là phải hợp tính hợp tình cái thứ nhất. Cái thứ hai là có một cái tấm lòng vị tha. Chứ đừng có cái giàu có tài giỏi không bà hay bình thường á. Cái tài sản đó mình không ăn được của người ta. Không ăn được mình chỉ, cũng lo cho mình. Mình chỉ cần rằng người ta biết nghĩ. Người ta chỉ cần nghe. Rồi. Không cần giàu có tài giỏi ha. À. Nhưng mà bà ngoại thích tính cách người đàn ông như thế nào nè? Tính cách người đàn ông hả? Là phải biết, nghĩa là coi như giao thiệp với xã hội. Chứ đừng có biết cái gia đình mình không. Tại vì biết gia đình mình không mà khi mình xa cơ thất thế thì không ai vớt mình lên được hết. Đúng rồi. Nhậu hút thuốc gì được không bà ngoại? Được. Nghĩa là đừng bê tha. Nó là cái gì mình cũng phải biết để mình còn giao tiếp với bên ngoài. Đi chơi với bạn bè mà cứ nói bạn bè rủ đi nhậu nó khoan hả, để tao về tao nói với vợ tao cái đã. Vậy là con không phải là người đàn ông. Nhưng mà bây giờ bà mà ví dụ mà mình tìm kiếm một nửa, mình không cần phải giàu có, không cần đẹp trai. Không. Người bình thường thôi. Bình thường thôi. Ồ. Nhưng phải có tấm lòng cao thượng, là biết vị tha. Biết nghĩa là coi như là biết nghĩa là thương, nghĩa là chia sẻ với bạn bè, nghĩa là với cái cùng cái cảnh khổ. Vậy cũng dễ chứ bộ. Vậy sao hồi trẻ bà không kết nối đi mà bây giờ 86 tuổi chứ cực khổ vậy bà? Hồi trẻ thì nó khác. Lúc mà bốn mấy nè, bốn mấy cũng còn ngon mà. Hồi bốn mấy thì lúc đó cũng còn, đó là cũng còn hơi chảnh chút. Hơi chảnh chút. Cũng còn hơi chảnh. Đúng là bốn mấy là nhiều người theo bà ngoại đúng không? Cũng vẫn còn nhiều người đeo đuổi theo. Thành ra mình cũng còn hơi chảnh được chút. Quạt lấy luôn đi, chảnh chi. Thế bây giờ bà nếu mà thật sự nếu mà mình mà được quyền lựa chọn á thì bây giờ bà quay lại thời gian trước, bà có lập gia đình trước sớm hơn không? Không. Có kết nối sớm rồi. Sao vậy? Tại vì coi như là cái tuổi chưa chững chạc. Thì là sớm đi... bây giờ 86 rồi chững chạc gì nữa. Không có nói chuyện á, nếu mà cái sớm hơn á là với cái thời quay sớm quay về là lúc mà ba mới hai mới 30 á. À thì nghĩa là coi nếu mà cũng không nghĩa là coi như là tại vì mình còn phải tùy theo cái trường hợp và chẳng hạn như người ta có hợp với mình hay không. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái vấn đề lựa chọn của mình cũng hơi quá khó. Ví dụ như được cái điểm này mà không được cái điểm khác. Nhưng mà mày lỡ ví dụ như bây giờ mà một đứa yêu thương của bà ngoại đi mà nhỏ hơn bà ngoại thì bà ngoại thấy sao? Không được. Không được. Dứt khoát là không được rồi. Sao vậy? Nhỏ hơn 1-2 tuổi thôi sao đâu ngoại? Không, nếu mà 1-2 tuổi thì được. Chứ còn nếu mà nhỏ hơn nhiều nhỏ quá nhiều quá không được ngoại ha. Nói thật với mấy chú nha, tôi đi bán giấy số nè. Mà hiện giờ vẫn có một người đó là cái anh chàng đó làm bảo vệ anh theo bà 60 mấy gần 70 rồi. Trời ơi. À, nhưng mà đây nghĩa là coi như là ngày nào cũng đón đường ở ngay chỗ theo bà hả? Sao bà không chịu? Anh nó tán tỉnh bà hay sao? Nghĩa là nói bóng nói gió thôi chứ không nói bóng nói gió thôi. Chuyện tới đó. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Đón đường ta mua với số á. Đâu có. Nghĩa là coi như là ngày nào đi ngang đó mà không ghé ngồi bán, không ghé bán giấy số cho hắn ta là hắn ta cũng kêu réo trở lại. Ồ. Vậy là anh thích, chú có thích bà đó. Thích. Nó đang tỉnh. Nhưng mà sao bây giờ ví dụ mà có
cái nhu cầu hạnh phúc thì chắc chắn là ai cũng cần đúng không bà? Đúng rồi. Bây giờ ví dụ như những người mà lớn tuổi mà lên kết nối yêu thương thì bà nghĩ là điều đó ok không? Bây giờ sau mấy 70 á? Có, sau mấy 70 thì được. Là ok. Nghĩa là họ ok, nghĩa là dính là với điều kiện là họ phải lựa tương đối với họ. Vẫn chứ cần đừng kết nối được đúng đừng không? Có trẻ quá. Ừ. Tại vì cái nghĩa là coi như cái sự mà chênh lệch với nhau về vấn đề tuổi tác á, nó rất dễ đi đến cái chỗ là đổ vỡ. Tại vì khi mà chẳng hạn lấy một cái điển hình như vậy, chẳng hạn như bây giờ bà năm nay nghĩa là 86 phải kiếm ai không đúng nào là 80 hoặc 85 nếu mà hoặc là 80 81 82 gì cũng được, là chỉ nhỏ hơn vài ba tuổi thôi thì cái đó gọi là còn có thể gọi là chăm chế được. Nhưng mà nếu mà trẻ hơn quá nữa đó thì đi ra đường nữa là sao? Bây giờ thử hỏi, bây giờ lấy một cái điển hình mình giả dụ thôi, chứ dù con đi ra đường con có dám kêu bà bằng em không? Em chứ. Em dám kêu bằng em không? Em ngoài. Em ngoài U 86 thì con này không kêu bằng em được, nhưng mà ví dụ như những chú nào 80 hoặc là 85 không, thì cái đó mình nó kêu bằng em được chứ. Thì đúng rồi, 80 thì đương nhiên kêu bằng em, thì cái chuyện đó mình không nói rồi. Nhưng mà nói rằng cái điển hình là coi như là thí dụ như trẻ khoảng cái chừng đó là sáu mấy rồi, 50 mấy 60 rồi này kia, đó là cái tuổi đó đáng tuổi con rồi. Thì hỏi bây giờ người ta kêu mình bằng em có kêu được không, hay là mình ra đường mình kêu người ta bằng anh có kêu được không? Như nãy bà ngoại đó, cái chú nào mà thích bà ngoại là chú bao nhiêu tuổi? Nó cỡ sáu mấy à. Hôm nay bà ngoại lên đây là tự bà ngoại muốn đi kết nối hay là ai kêu bà ngoại đi? Không ai kêu hết, tự đi xuống không? Xuống không? Xuống bà ngoại không? Khổ quá rồi đúng không? Khổ quá rồi đúng không bà? Khổ quá. Bây giờ quá khổ rồi. Đi kết nối cho nó bớt khổ ấy. Khổ quá rồi. Ủa nhưng mà ông ngoại đi ghẹ bà ngoại, ông ngoại nói sao nè? Em ơi. Đâu có. Sao là sao? Kêu sao? Đó, mình nói cho bà nghe. Dạ. Mình nói cho bạn nghe chứ. Sao mình nói cho bạn? Bởi vậy mới tắt cười vậy, ngồi ở nhà cứ ngẫm nghĩ cười hoài. Nói sao? Mình nói sao? Cho bạn nghe, nay bạn bán được nhiêu, bạn bán hết chưa? Bà ngoại nói sao? Bây giờ là sao? Mình nói chuyện lâu không? Đâu có, nói nằm bà cầu đi bán chứ trời đất ơi, có thời gian đâu mà ngồi đó nói chuyện lâu. Tâm sự ý. Với hơn là với lại hơn nữa, không phải là cái sao bà ngoại không đến với chú đó luôn? Không phải cái gu thành đâu. Ngoại phải dễ. Không phải là cái gu thành đâu. Ngoại dễ thì có lâu rồi. Không có hợp được. Đúng ngoại. Nghĩa là coi như bà ngoại nói chuyện với cái chú đó là kêu bằng con đàng hoàng. Bây giờ gì, có khi nhiều khi nói hơi lớn chút chứ tao nói cho mày nghe, hoặc là bà nói cho con nghe, là kia là phân tích ranh giới rõ ràng đó. 60 mấy 70 mà sao kêu bằng con, trời đất ơi. Đúng rồi. Sáu mươi là bằng con rồi. 60 là kêu bằng con, đúng rồi, kêu bằng em thôi không được. Nếu chẳng hạn như là 70 mấy 80 thì kêu, có thể kêu bằng chú thì được, kêu bằng em thì được. Chứ còn cái này nó là cỡ tuổi con rồi, chứ không. Đó, bởi vậy thành ra coi như là... Nhưng mà ngoại tính ngoại khó hả? Kỹ hả? Kỹ lắm. Ngoại là kỹ chọn lắm á, đúng không ngoại? Thì đó, bởi vậy kỹ quá thành ra giờ mới có mình. Mà lúc mình sớm anh đi kết nối thì nó dễ hơn. Chứ ví dụ như bây giờ tuổi 86 mà bà ngoại mà muốn kết nối nó thì cũng hơi căng á. Không, có ông ngoại rồi, có ông ngoại rồi, nãy gù gù á, sao mà bà ngoại không có ông ý. Để cho ông ngoại không lo. Ông ngoại nhỏ hơn bà ngoại nhiêu đâu, có mười mấy tuổi hả? Mười mấy tuổi. Hơn 20 tuổi rồi. Không sao, năm nay 86 rồi, ngày mới có 6 mấy à. Bà xem chương trình của tụi con lâu chưa? Lâu rồi. Thế bà thấy mấy cặp mà đến được với nhau kết nối thành công, bà cảm giác làm sao? Thì thấy nghĩa là coi như là các chú làm ăn rất, nghĩa là làm việc rất tốt, nghĩa là coi như là không làm thì thôi, mà làm thì phải đến nơi đến chốn. Dạ. Đó, như vậy là rất tốt. Mình phải nghĩa là đồng ý, không phải là hạnh phúc của mình là hạnh phúc của người khác, nhưng mà các chú thấy cũng vui. Lo nghĩa là cho đây nhìn lo cho được, mong ước là một ngày nào mình được như vậy không? Bà ngoại mặc áo cưới một lần rồi đúng không? Bà ngoại đúng rồi, mặc áo cưới một lần rồi. Mà không có chú rể. Không có chú rể. Bởi vậy là chú rể bỏ chưa? Chú rể bỏ trốn mất tiêu rồi. Nhưng mà bà ngoại muốn có chú rể không? Chú rể nói tại bà đòi giá cao quá, bà đòi tới 2 con rồng vàng, lẫn 1 con là muốn chết rồi, được 2 con rồng vàng. Như nãy bà ngoại thích cái người Việt kiều gì?
Việt Kiều á. À, không phải Việt Kiều, cái đó là người nước ngoài chứ không phải Việt Kiều. Cái đó là sếp của bà ngoại hồi xưa đi làm, sếp của bà ngoại. Bà ngoại nói tiếng Anh như rõ luôn đúng không? Ừ. Bà ngoại nói vài tiếng. Nghĩa là coi như là anh ta tên là Scott Sandy. Có lời nào nhắn gửi tới cái người cũ đó không bà? Hả? Bà ngoại có lời nào nhắn gửi tới cái người cũ người nước ngoài đó không? Đấy. Nhắn gửi tới cái người đó đó. Bây giờ coi như là nếu mà các chú mà có gửi qua bệnh dùm á, thì nghĩa là các chú hay nói rằng á, nói là có một cô gái. Một cô gái 86. Không phải, nghĩa là coi như là có tặng cho bạn hai tấm hình. Ngày bạn lên máy bay về nước, có tặng cho bạn hai tấm hình. Cô đó tên là Mimi. Bà ngoại tên tiếng Anh là Mimi hả? À. Bây giờ bà có lời nào nhắn gửi tới chú là bằng tiếng Anh không? Có chứ. Bây giờ coi như là nói Scott Sandy, I very miss you. I wait you come to Vietnam to kiss me, okay? Gì cái tiếng Việt có nghĩa là gì bà? Đó là coi như là, đây nghĩa là coi như là từ ngày em về bên Mỹ đó là coi như là tôi vẫn nhớ anh. Nghĩa là khi nào anh, nghĩa là tôi mong rằng khi nào anh có thời gian anh trở qua Việt Nam để gặp lại tôi. Oh, nhưng mà bà ngoại mà tao 6 rồi chắc ông đó chắc 9 mấy rồi quá. 9 mấy. Giờ gặp lại sao ta? Làm nó cưới sao ta? Chín mấy không bà ngoại? Chắc chín mấy hả? Không, cũng cỡ 85, 86 à, cũng cỡ đó à. Cũng được. Đó là Việt Kiều Mỹ đó hả bà? À, ông là người Mỹ luôn đi. Người Mỹ luôn. Là người yêu cũ của bà đó. Không phải người yêu mà là sếp thôi, tại anh ba yêu thôi chứ còn mình không có chịu. Không yêu sao tặng hình chi bà? Thì bây giờ giấu nữa. Nhưng mà hồi đó bà ngoại ưng, giờ bà ngoại khỏe rồi. À, nếu mà ưng thì giờ này là ưng kia chứ đâu có gặp các con đấy nói chuyện vậy đâu. Đi Mỹ rồi. Là ngày xưa Việt Kiều Mỹ mà, không phải Việt Kiều Mỹ mà là người Mỹ luôn. Người Mỹ mà thương bà ngoại không chịu luôn. Ôi, ông nó tỏ tình hay sao? À, biết sao không phải, là tại vì như vậy là không phải là... nghĩ cái hồi đó có cái ấn tượng ở trong đầu á là cái người Việt của mình dễ, nghĩa là sự dễ nói chuyện, dễ giao dịch hơn là cái người nước ngoài. Đồng ý là mình biết nói tiếng người ta đó nhưng mình đâu có nói hết được, mình không có học hết được cái bao gồm của đất nước người ta, cái phong tục của người ta, rồi về bên đó rồi mất công, nghĩa là rồi xứ người nữa. Chẳng thà rằng nếu ở bên này nếu anh tôi với anh không đờ hợp chứ gì, chia tay nhau được, tôi sống ở đất nước tôi được. Còn bây giờ qua bên anh, bây giờ là thí dụ không hợp chia tay nhau rồi tôi lạc lõng ở bên đất nước của anh rồi sẽ như thế nào? Dạ. Từ cái chỗ đó mà thành ra không ưng. Rồi. Thôi thì nói chung thì theo cái tâm nguyện của bà thì hôm nay anh em cũng lên đây ghi nhận cái tâm tư nguyện vọng của bà ha. Ừ. Hiện giờ bà đang làm công việc gì? Giờ là bây giờ trong cái hoàn, tức là gặp trong cái hoàn cảnh khó khăn. Khó khăn là sao tại à? Vì bây giờ là không đủ vốn để bán cái số, tại vì tiền nhà bây giờ nó đang cho mướn, nó đang cho mướn 1,5 triệu mà bây giờ nó tăng lên 2 triệu. Giờ kiếm chú nào về phụ hay sao? Rồi, giờ về kiếm chú nào về phụ hay sao? Không có, bây giờ chỉ nghĩa là nhờ các cháu, nghĩa là coi như là giúp cho, nghĩa là nó xin, nghĩa là coi như giúp cho bà một thêm cái số vốn để là bà là bán, đi bán một ngày nghĩa là 200-300 vé như vậy thì mới đủ. Nghĩa là tại vì bây giờ cái tiền sinh hoạt của bà nghĩa là một tháng như vậy là hết 6 triệu bạc. Dạ. Tiền nhà là 2 triệu, rồi nếu mà lên 500 là tiền nhà 2 triệu, rồi tiền thuốc không là 1,5 triệu. Ừ. Rồi tiền ăn sáng với tiền ăn cơm trưa đó là 1,5 triệu, nên là coi như là một tháng 6 triệu đúng. Trời ơi, dữ vậy. À, hồi lúc trước đó, nó chỉ có 3 triệu mấy 4 triệu thôi thì xây sở được, còn bây giờ nó lên cao quá mà chủ nhà thì nó căng, nó nói bây giờ coi nó không chịu cho mình đóng hàng ngày nữa. Ừ. Mà nó bắt là đóng phải cứ hàng tháng vậy đóng một lần cho nó. Giờ đuối quá rồi. Dạ, đuối quá thành ra nó mới cầu cứu đó. Căng ha. Vậy mà phải như ngày xưa đi kết nối sớm thì đỡ khổ rồi. Không có, tại hồi xưa nó đâu có chương trình này. Ừ. Nếu mà hồi xưa có chương trình này chắc cũng dám lắm á, cũng dám lên kết nối lắm á. Kết nối từ ngày xưa luôn ha. Thì giờ tại thì hồi xưa hơi, không có chương trình này. Giờ thì hơi căng á. À, bây giờ thì không ai dám rước về đâu. Giờ hơi bảo khó mà ha. Bảo đảm luôn không ai dám rước về chứ đừng nói là khó. Mà thật sự là khó đó. Dạ, hơi khó nhưng mà vẫn thử.
không lẽ giờ người ta đem về, người ta đem mình lên bàn thờ đâu đâu không lẽ người ta đem mình tự nhiên vậy mà có cái chú ông ngoại sáu mấy tuổi cô bà ngoại đó, bà ngoại ưng luôn đi. Nói chung là tại vì người ý là nói thiệt bà ngoại cũng không hiểu cái người đó làm sao đầu óc mình có được bình tĩnh không hay là bị rối loạn thần kinh rồi cũng không biết. Ý là bây giờ bà ngoại đang khó khăn ha. Đang khó khăn rồi. Bây giờ mình đang khó khăn thì mình muốn nhờ anh em giúp đỡ. Trước hết là giúp đỡ bà ngoại cái tiền để bán vé số. Thì từ trước giờ thì anh em tụi con cũng đã giúp đỡ bà một cũng vài lần rồi. Thì có một lần là cũng 3 triệu rồi 5 triệu rồi 2-3 triệu 1 triệu, nói chung là cũng gom gom hết chắc cũng 10-20 triệu rồi bà ha, tới không 20 triệu không? Dạ đúng rồi, cũng gần 20 triệu rồi đó. Thì bà lên đây nhờ anh em giúp đỡ thì thật sự là đó là cái tâm tư nguyện vọng của bà thôi. Bà chia sẻ với cộng đồng mạng, ai thương thì giúp, ai có tình cảm thì đến. Cái đó thì tùy. Nhưng mà quan nghĩ mà vụ đó hơi khó. Không, nhưng mà hỏi có chịu là làm đám không? Cái gì làm đám nữa? Là không chịu phải làm luôn chứ. Chịu thì phải làm đám chứ, nếu không đó, chịu nếu không làm đám sao chị? Là đám là lên xe hoa luôn hả? Trời ơi. Nó làm trình nào? Nó là ngày nào luôn ha? Rồi, thì nói chung bà cũng là hoàn cảnh khó khăn. Trước hết là bà lên đây bà nhờ anh em giúp đỡ là cái vốn để bán vé số cũng như là vốn để ăn hàng ngày. Thì tụi con nó thẳng là cũng giúp bà rất nhiều lần rồi, tổng số lần số tiền mà giúp bà thì con nhớ không lầm nó phải gần 20 triệu rồi. Tại vì cứ một lần 1 triệu 2 triệu 3 triệu có lần nhiều nhất là 5 triệu. Thì nó cũng gần 20 triệu rồi đúng không bà? Đó cũng rất là nhiều lần rồi, giúp bà cả năm nay rồi. Thì hôm nay bà lên chương trình nhìn ngoái mũi nữa. Rồi bình tĩnh rồi. Thì thôi cũng con cũng trích tiền quỹ. Đó, gì dữ vậy? Không phải thì... Ghê ghê ghê. Nghe mày. Nghe đi. Nói chuyện giùm đi. Bạn nghe đi. Bạn nghe đi. Đó. Gì á? Không, không có mưa. Dữ vậy. Không bao giờ ngồi đâu. Giờ là bắt đầu đại trời. Mà đi đi, làm đi, đừng mắc nói chuyện, đừng mắc nói chuyện. Không? Bùa gọi. Rồi. Ai gọi bà? Đó, sếp đó. À, cái người mà thích ngoại hả? Là ông ngoại thích ngoại hả? Trời ơi, ngon vậy. Quá đã luôn. Thôi, quá đã rồi. Tình cảm đi. Em đang bận chút xíu. Không được. Nhỏ quá. Nhỏ quá nhưng người ta thích mình mà. Người ta thích thì mặc kệ người ta, nhưng mà cái chuyện là thanh niên mà nó đàn ông mà nó bất đồng bất tử lắm. Mình không thể nào nữa. Chính thức là ông ngoại bao nhiêu tuổi ngoại? Sáu mấy à. Thì sao đâu? Là 65 đổ lại à. Còn quãng đời còn lại đó. Không được. Hơn 20 tuổi. Thôi thì hôm nay lên đây thì con cũng trích 1 triệu của chị Emily Nguyễn là Việt kiều Mỹ gửi cho bà ngoại làm vốn để bán vé số tiếp ha. Đó, 1 triệu. Nhiều chị của bà ngoại có lời nào nhắn gửi tới chị Emily Nguyễn ở bên Mỹ không? Bây giờ thì trước hết là coi như cảm ơn, nghĩa là coi như là các chú đã kết nối giùm. Cái thứ hai nữa là cảm ơn cô Emily Andy ở bên Mỹ đã, nghĩa là có tấm lòng, nghĩa là thương người giúp đỡ cho bà già có thêm cái số vốn để đi sinh sống hàng ngày. Cũng cầu chúc cho cô nghĩa là gặp được nhiều nghĩa là may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống này, nhiều sức khỏe. Rồi vậy là nó cũng căng á ha. Rồi thì thôi thì cũng thay mặt anh em trước hết là cũng chúc bà ngoại luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, đặc biệt là đặc biệt là sớm vượt qua cái khó khăn này. Nhưng mà nhá, chứ còn kết nối thì cái chuyện nó xa vời lắm, khó chứ không phải đơn giản đâu. Bà lên bà nhờ kết nối có nghĩa là kết nối mọi người giúp đỡ. Đó, kết nối những mảnh đời bất hạnh, kết nối những mảnh ghép bà ha. Thì thôi là giúp đỡ cho bà, những ai có điều kiện thì giúp cho bà bán vé số với cuộc sống qua ngày nó tốt hơn nhá. Hôm nay bà lên đây bà có cam kết tất cả những thông tin bà chia sẻ là đúng, và bà chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình đã chia sẻ không?
Có, chịu. Rồi bà có đồng ý cho mọi người cũng như các bên liên quan sử dụng hình ảnh và video của mình để chia sẻ lên không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội khác nhau, cam kết là không gỡ xuống, bà đồng ý không? À. Đồng ý không? Đồng ý. Rồi, cảm ơn bà nhé. Rồi, cũng căng quá. Mọi người hãy để lại những lời bình luận góp ý nhé để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn. Và nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông, bấm thích trang, bấm theo dõi trang để được đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới. Anh uống bớt chưa? Đã nhiều. Đỡ nhiều rồi, anh uống được mấy chai rồi? Anh uống chẳng phải gần chục chai. Rồi, thế thì trước khi anh uống cái tình trạng bệnh anh thế nào? Coi như hồi trước á là cái bàn tay mình để thẳng ra gì phải không? Dạ. Yeah. Là chỗ cái khớp ngón đó là cái khớp ngón ở cái bàn á nó sưng lên. Dạ. Phù lên, bây giờ nó xẹp và bằng luôn rồi. Ồ, vậy là nó sưng ngay cái khớp rồi anh, thoái hóa khớp tay đó ha. Ờ. Rồi. Rồi nó bị tê bì, nó bây giờ thì nó còn tê nhưng mà cái sưng thì nó đỡ nhiều lắm rồi. Sau khi anh uống được mấy ngày thì nó bớt anh? Anh uống coi như là khoảng sang ngày thứ hai là anh thấy có cảm giác nó lạ rồi. Ồ, và thì 10 phần anh bớt được mấy phần rồi? 10 phần là bớt chắc phải là 8 rồi. 8 phần rồi. Ý em hỏi anh là anh uống được mấy chai thì cảm giác là nó bớt? Thì nó từ chai thứ nhất đi là bắt đầu nó từ từ nó bớt rồi. À, hết chai thứ nhất là bắt đầu là bớt từ từ rồi ha. Vô tình anh hai cái bàn tay anh đan vào nhau cái anh giật mình luôn. Dạ. Yeah. Anh giật mình cái nó trời xong mà tự nhiên nó xẹp dữ vậy. Vậy là anh hợp thuốc á, may mắn á, chúc mừng anh. Chứ bình thường thì phải 1-2 chai thì bắt đầu nó mới chuyển biến từ từ. Còn yeah. Anh uống đến ngày thứ hai là anh có cảm giác nó khác rồi. Dạ yeah, dạ, yeah. Vậy là anh hợp thuốc á. Anh ở đâu nhỉ? Rồi. Anh ở Hồ Nai này, ngay gần em này. À Hồ Nai đúng rồi. Hồ Nai đúng rồi. Vậy thì để em gửi cho anh một chai nữa nhá. Rồi ok. Rồi ok cảm anh, uống tốt nha. Thì anh giới thiệu giúp em nhá. Rồi rồi, có giới thiệu mấy người rồi, người ta cũng mua rồi đấy. Rồi em cảm ơn anh, em chào anh nhá. Rồi. Rồi rồi rồi. Dạ. Yeah.